chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay tại chính clip này thì mình sẽ swap và review bộ sưu tập mới Perfect Couple 3 của Lemonade được collab với cả Chubu. Bình thường thì mình sẽ hay làm những clip này đầu tiên, nhưng mà ở bộ sưu tập này thì mình sẽ chờ đợi những cái ý kiến đóng góp của các bạn. Sau đó là mình sẽ giải thích, chia sẻ để cho các bạn hiểu hơn sản phẩm nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng swap và review bộ sưu tập Perfect Couple 3 mang tên là Fashionista. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên, đó chính là Dual Foundation. Ta-da! Nếu như các bạn để ý thì ở Medic thì chúng ta có 2 tông màu, nhưng đến với Dual Foundation thì Lemonade đã cải tiến lên 3 tông màu để có thể phù hợp hơn với nhiều làn da của người châu Á mình, và đặc biệt là làn da của phụ nữ Việt Nam. Nếu như các bạn có làn da dầu hoặc là siêu dầu thì mình nghĩ là các bạn nên bỏ qua đoạn swatch và review kem nền này và có thể kéo ngay đoạn swatch son, bởi vì sản phẩm này có lẽ sẽ không phù hợp cho các bạn lắm. Thiết kế Amore từ trắng ngả sang nút của sản phẩm nó tương ứng với cả một bên là primer và một bên là foundation. Đây là một trong những sản phẩm mà khiến mình rất tự hào, bởi vì có thể là lần đầu tiên các bạn sẽ được nhìn thấy một sản phẩm mà được tích hợp giữa cả kem lót và kem nền. Mình biết rằng là trên thị trường bây giờ các bạn đa phần sẽ yêu thích và lựa chọn cushion bởi vì tính tiện lợi của nó. Thế nhưng với một make up chuyên nghiệp thì kem nền vẫn luôn có vị trí cực kỳ quan trọng với mình, bởi vì tính đặc trị này, sự đa dạng màu da và sự bền màu của nó. Thôi rồi, không nói nhiều nữa, mình sẽ tiến hành ngay vào việc là swap và review nha. Sản phẩm bên trong thì có 2 vòi như thế này, và mỗi một bên nửa bên này thì sẽ là primer, còn bên này sẽ là foundation. Thì mình sẽ dùng primer trước nha. Sản phẩm này là dạng gel trong suốt. Các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là dễ dàng để tán trên làn da của mình. Nó giống như là các bạn thoa kem dưỡng da vậy, cực kỳ dễ thoa. Nhiều bạn đến bây giờ vẫn chưa hiểu hết được tầm quan trọng của primer mà vẫn nghĩ rằng có thể sử dụng kem dưỡng da hoặc là kem chống nắng để thay thế. Nhưng trên thực tế thì kem lót là một bước rất là quan trọng, nó giúp ngăn cách giữa lớp nền với cả làn da của chúng ta. Ngoài ra thì giúp lớp nền trở nên bền màu hơn này, đều màu hơn và thiệt và da đẹp hơn. Các bạn sẽ để ý là khi mình thoa đến đâu ấy thì làn da nó sẽ có cảm giác căng hơn và ẩm hơn đến đó. Mình thấy thì nó sẽ rất phù hợp với những làn da hỗn hợp đến làn da khô giống như mình. Sản phẩm có mùi thơm rất là nhẹ và dễ chịu. Mình mong muốn là sẽ tạo cho mọi người một cái cảm giác, tức là khi mà các bạn thoa kem lót này lên ấy, thì sẽ giống như là các bạn đang thoa kem dưỡng da và rất là relax. Kem lót này thì có khả năng thẩm thấu rất là nhanh và có công thức đặc biệt để giúp tăng cường độ bám trên da và giúp cho lớp nền của chúng ta bền màu cả ngày. Sau khi đã hoàn thành kem lót thì chúng ta sẽ tiếp tục đến bước thứ hai, đó chính là kem nền nha. Mình sẽ swatch 3 tông màu này lên da mình nha. Màu đầu tiên A01 màu light, tiếp theo là A02 màu medium light, cuối cùng là màu A03 medium. Mình sẽ so sánh để các bạn dễ hình dung về tông màu nha. Màu số 02 này thì sẽ tương đương với cả màu light của Matte Đích. Màu số 03 thì chỉ tối hơn 02 nửa tông thôi, và màu số 01 thì sáng hơn so với cả 02 một tông nha. Và 3 tông màu này thì mình cũng đã nghiên cứu rất nhiều để hợp với cả undertone da của người Việt Nam mình. Nên các bạn đừng lo lắng là cái màu medium này sẽ bị quá tối nha. Bình thường thì mình sẽ hay chọn màu medium light là màu số 02 này. Hôm nào mà make up theo cái kiểu mà trong trẻo Hàn Quốc một chút, make up nhiều hơn thì mình sẽ chọn màu 01. Và nếu mà make up kiểu tông tây tây ấy, thì mình sẽ lựa chọn màu 03. Clip này thì mình không make up gì nhiều nên là mình sẽ lựa chọn màu medium light nha. Chỉ cần một pump thôi là đã đủ cho cả mặt của mình rồi. Mình sẽ tán lên nửa gương mặt bên này để lát nữa các bạn dễ so sánh hơn nhé. Ở clip này là sẽ review như kiểu một beauty blogger. Mình sẽ cố gắng review một cách khách quan nhất về cái độ phù hợp của kem nền này với cả làn da của mình. Mình sẽ bắt đầu tan. Các bạn có thể nhìn thấy là trước khi mà mình tan nền ấy thì mắt của mình khá là thâm này, cũng như là cái khóe mũi của mình cũng tương đối là đỏ ấy. Đó, thì chúng ta sẽ cùng xem sau khi mình làm xong sẽ thế nào nhé. Nếu như mà các bạn muốn tìm ở sản phẩm Dual Foundation này một cái lớp nền dày, có độ che phủ cao và có một làn da không tì vết, thì thực sự là sản phẩm này sẽ chưa thể đáp ứng được, bởi vì nó chỉ đáp ứng được khoảng độ 70-80% những cái khuyết điểm trên gương mặt thôi. Nhưng mà cái tôn chỉ ngay từ đầu của mình dành cho Lemonade đó chính là luôn luôn muốn có một cái lớp nền thật mặt nhất có thể và giúp cho các bạn thoải mái với cả cái lớp make up này cả ngày. Chính vì thế đây có thể không phải là một sản phẩm có độ che phủ tốt nhất, nhưng sẽ giúp các bạn có một làn da trông thật mặt nhất. Và nếu như các bạn nào có nhiều khuyết điểm hơn thì có thể sắm thêm cho mình một cái sản phẩm cho khuyết điểm riêng và để che vào những vùng đó nhá. Đây là một trong những sản phẩm yêu thích của mình trong khoảng thời gian mà mình nghiên cứu cái bộ đôi kem lót và kem nền này, bởi vì nó khá là phù hợp với làn da của mình, nhất là trong cái thời tiết mùa hè. Có thể nói đây là một sản phẩm khá là phù hợp với làn da khô, nhưng mà nó sẽ không phải là một sản phẩm quá là bóng ẩm, glow như là các sản phẩm của Hàn. Mình có thể để ý là sau khi mà mình đã tan thì da của mình nó gọi là bán lì thôi, chứ nó không phải là bóng nhoáng lên, nhưng mà nó lại không tạo cho cảm giác mình bị khô da và nó giúp bền màu cả ngày. Cái độ xuống tông của nó cực kỳ thấp. Nếu như là bạn nào mà muốn cái độ bền màu lâu trôi tốt hơn ấy, các bạn có thể cân nhắc đến việc là sử dụng thêm phấn bột nữa. Mình đã sử dụng cái sản phẩm này thời gian khá là dài và cái điều mà mình yêu thích nhất đó chính là cảm giác nhẹ mặt. Tức là khi mà mình chuyển động cơ mặt ấy, nó hoàn toàn nó không có cái cảm giác gì cả, mình rất là thoải mái. Vì kết cấu rất là dễ tán nên các bạn có thể hoàn toàn dùng sản phẩm này với cả bông mút cushion này, bông mút hình quả trứng này, hoặc là dùng cọ cũng đều rất ok. Mình đã hoàn thành nửa mặt, các bạn có thể so sánh giữa bên mình đã đánh nền và bên chưa nhá. Mình zoom gần hơn để các bạn nhìn rõ hơn này. Đó, cái tính chất da của mình gần như nó không thay đổi quá nhiều và nó rất là tệp vào da của mình. Đây, đó, những cái chỗ mà rất dễ bị mốc như là phần cánh mũi này hay là khóe miệng này, cũng như là những cái phần đuôi mắt của mình ấy, thì hoàn toàn cái kem nền này nó rất là ăn vào da. Và các bạn có thể nhìn thấy là hoàn toàn cái nếp nhăn ở rãnh mắt của mình ấy, nó cũng không tạo khía quá nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ hoàn thành nốt cái bên còn lại. Đây, vậy là mình đã hoàn thành xong cái lớp nền này. Các bạn có thể nhìn thấy gương mặt của mình. Mỗi một sản phẩm nền thì không thể nào mà có thể phù hợp tuyệt đối với tất cả các loại da được. Nên nếu như bạn nào mà có làn da dầu hơn thì các bạn có thể cân nhắc tới sản phẩm khác của Lemonade, đó chính là Matte Đích nha. Và vì concept của phiên bản thứ 3 này thì cả hai đầu đều là hai đầu màu và không còn lip filler nữa, nên là mình sẽ sử dụng cây lip filler riêng để tan trước khi chúng ta đánh son nhé. Collection lần này được Lemonade lấy cảm hứng từ các phụ kiện thời trang không thể thiếu của con gái. Màu đầu tiên là màu 01, màu Beauty Grassy. Một đầu là đầu cam nâu và đầu còn lại là màu đỏ đất, đều rất cá tính và hai màu này đều dễ dùng và hợp với nhiều màu da, không làm xỉn men răng nữa. Và khi mix lại thì cho ra màu son đỏ nâu đất độc đáo được trải dài đều từ lòng môi ra viền môi, giúp đôi môi có chiều sâu và căng mọng hơn. Màu này thì rất thích hợp để các bạn dễ sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Màu số 02 là màu Lemon Pop. Đây là tông màu mình dành cho những cô gái đam mê màu cam. Son có hai màu, một đầu là màu cam nâu, còn một đầu là màu nâu đất. Khi kết hợp lại sẽ cho ra màu son Amore cam nâu đất. Màu này thì sẽ hơi xỉn men răng một chút, nên là khi mà các bạn đánh thì hãy nhớ make up nha. Nhưng đây lại chính là màu mà mình yêu thích nhất trong bộ sưu tập. Bởi vì khi make up tông này và thêm một chút má cam, mắt cam thì các bạn sẽ trông cực kỳ là tây và thời trang. Tiếp theo là tới màu 03, màu Ruby Ealing. Một đầu là màu son hồng nâu nhẹ nhàng và đỏ đất nổi bật cá tính. Đây là tông màu son mà khi mình lựa chọn thì mình cảm thấy khá là mạo hiểm, bởi vì không biết được là các bạn sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng sau 2 tuần mở bán thì thật bất ngờ khi đây lại là màu mà các bạn yêu thích nhất và bán chạy nhất. Bởi vì đây là một sự kết hợp ombre cực kỳ phá cách. Son Perfect Couple Lip 3 có chất son tương tự như hai phiên bản trước. Để son chất lì được nhanh hơn thì các bạn hãy nhớ bặm môi nhé. Và đây, Red Hills màu số 04. Đến màu son này thì anh cũng đã có sự thay đổi về sự kết hợp chưa từng có của Lemonade. Lại là một sự thử thách mới. Đó chính là một đầu son kem lì màu hồng đỏ và đầu còn lại là son thiên bóng đỏ rượu. Khi kết hợp lại sẽ cho bạn một đôi môi căng mọng và quyến rũ hơn. Lưu ý là khi các bạn muốn có hiệu ứng son ombre thì không nên bặm môi quá nhiều lần mà chỉ cần bặm nhẹ thôi nha. Và màu cuối cùng là màu số 05, màu Blast Violet, cũng mang hai chiếc son giống màu 04, đầu son kem lì có màu cam sữa, đây có lẽ là màu tươi nhất trong bộ sưu tập này. Màu son nhẹ nhàng kết hợp với đầu son tin màu đỏ đất, cực sexy, ai cũng phải mê đắm. Và đây cũng là màu mình mê đắm thứ hai trong collection này. Tông màu chủ đạo của collection chủ yếu là các tông màu trầm ấm và rất thời trang trendy. Và không biết là các bạn có nhận ra không, đó là tất cả các phụ kiện được dùng để đặt tên cho 5 màu son này thì đều có đôi có cặp hết đó nha. Vậy là mình đã vừa review và soát xong kem nền này cũng như là 5 cây son của bộ sưu tập Perfect Couple 3. Không, chính xác phải là 15 màu son mới đúng. Và không biết là các bạn đã chọn cho mình được màu son nào chưa? Có ý kiến gì thì các bạn hãy nhớ comment ở đây nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ là clip này đã kết thúc rồi và chúng ta sẽ gặp nhau lần sau nhé. Bye bye!